Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Ghế Nhật Trần Sơn. Hôm nay kênh Ghế Nhật Trần Sơn sẽ quay cho mọi người và đánh giá hai cái mẫu ghế, một cái mẫu đến từ Trung Quốc hàng cao cấp và một cái mẫu ghế đến từ đất nước Nhật Bản hàng nội địa. Thì hôm nay shop sẽ quay và đánh giá cho mọi người xem là cái chất lượng của hai cái mẫu ghế này sau 8 năm sử dụng nó sẽ như thế nào nhá. Mẫu bên trái là cái mẫu thực sự là cách đây 8 năm nó rất là VIP, rất là cao cấp, nó trên 100 triệu. Còn cái mẫu bên phải này cũng là cái mẫu VIP của hãng Panasonic. Nó có cái mức giá tương đương nhau, thời điểm mới thì giá nó tương đương nhau. Và sau 8 năm sử dụng thì cái mẫu của Trung Quốc này thì nó đã bị hỏng rồi. Nó đã bị hỏng rồi. Còn của Nhật ấy nó vẫn hoạt động rất là ngon và rất là ổn định. Hình thức da thì vẫn còn đẹp như mới mọi người nhá. Còn da của con Trung Quốc thì nó cũng rách bé bé rồi. Bây giờ mình sẽ xem nó như thế nào. Với con mà hàng cao cấp của Trung Quốc ấy mà sử dụng được tới 8 năm là cũng là một cái điều rất là kinh khủng rồi. Trước tiên mình sẽ đánh giá về cái chất lượng da. Đây. Nếu về nói về da thì con này là da của nó tương đối tốt đấy, con này da rất là ok, da con này nó chưa bị nổ là rất ok. Đây, cái này nó bị, nhưng mà cái này nó bị chảy, bị rách rồi. Đây, bên đây đây này, da bị rách rồi. Bên trong thì nó bằng nhựa nhá. Cái da này da vẫn nguyên bản của ghế. Nói chung là cái hàng này hàng cao cấp của Trung Quốc thì chất lượng da nó khá là ổn này, da này vẫn chưa bị nổ là tương đối được đấy. Đây nó có bị bong này, bắt đầu dấu hiệu bong rồi. Đây này, 8 năm. Đó, con này nó sản xuất 2015 mọi người nhá, sản xuất 2015. Còn con của Nhật thì sao? Đây, con của Nhật thì da nó vẫn còn căng, vẫn căng, không có dấu hiệu gì của nổ hay bong chóc cả. Đấy, không có dấu vết gì luôn nhá. Đấy, hàng này vẫn rất là ok. Có chăng cái mông nó hơi bong bóng một chút này. Đấy, cái phần này ngồi nhiều nó sẽ hơi bóng một chút nhé. Rồi tiếp theo mình sẽ xem về cái chất lượng vải này. Xem nào. Vải con này. Đằng sau này nó cũng có vải lì này cũng tương đối tốt, vải lì này được. Vải này cũng vẫn là ngon. Vải này được, vải này nói chung là chất lượng của cái vải này thì shop đánh giá là ok, nó cũng rất là được đấy, nó cũng không thua kém hàng Nhật là mấy đâu nếu chất lượng vải. Còn con này đây con này nó dạng là vải có giãn nhá, vải có giãn. Của Nhật thì nó nói chung là nó chuẩn chỉ rồi. Còn của Trung Quốc mà nó vẫn còn tốt như thế này là shop đánh giá rất là cao. Đây, da này. Da này nó bị chảy, cái này là do va quệt vận chuyển thôi. Giới thiệu mọi người là cái mẫu ghế này là của một anh khách ở Hà Nội nhá. Anh cái dùng nó hỏng rồi và anh vứt bỏ luôn và anh chuyển sang mua ghế nội địa ở Nhật anh ấy dùng. Đó. Bây giờ sẽ soi về cái điều khiển này. Ui, đây, thử bật điện xem nào nhé. Nguồn này, con này bây giờ nó đang chết rồi, nó không hoạt động nhé. Đây, màn hình này chết một nửa bên trên này, chết một phần bên trên này, trắng này. Cái này của hãng Boyfriend nhé. Chết nửa trên này. Bấm không hoạt động nhá. Cái điều khiển này nó rất là mỏng, và nó ọp ẹp. Mỏng, cái điều khiển này rất là ọp ẹp luôn. Cái màn hình thì nhìn nó rất là dại, ọp ẹp, dại. Còn cái con này của Nhật đây, mọi người nhìn cái nhựa nó này. Đấy, cái nhựa này
Đấy, nhìn cái nhựa nó khôn như thế này cơ mà. Đấy, màn hình nét nhá. Đấy, màn hình nó nét căng nhá. Đấy, cái tiêu chuẩn, cái chất lượng về nhựa về mọi cái nó cũng hơn hẳn nhá. Đấy, hơn hẳn luôn. Đấy, tiêu chuẩn chất lượng là nó cũng hơn hẳn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ xem là bây giờ ui cái nút bấm này. À nút bấm này bấm nó không được ok lắm. Bấm nhiều nó không chạy. Nó hỏng rồi. Lâng lên hạ xuống không được. Con này nó của Trung Quốc nhưng mà nó lại in chữ Hàn nhé. Rất là nhiều khách là cứ nhìn thấy cái chữ Hàn thì bảo là nó hàng của Hàn Quốc nhưng không phải đâu. Cái này của Trung Quốc, người ta nếu mà mình cái đơn vị thương mại muốn đặt cái bên Trung Quốc, người ta in chữ Hàn hay chữ Nhật đều in được hết nhá. Những cái này in được hết. À. Còn nguyên bản trong nó trong đây vẫn là tiếng Anh này. Đấy. Còn hàng của nội địa của Nhật thì trong ngoài đều là chữ Nhật hết. Đấy, mọi người có thể thấy cái nhựa này nhìn nó dại mà cầm nó mỏng manh và rất là ọp ẹp. À, cái này điều khiển này shop đánh giá rất là thấp, muốn thua hỏng rồi. Về chân này, cái vải dưới chân này thì vẫn tốt, vẫn ok. Vải chân này vẫn ok. À, da con này được 8 năm là rất là ok đấy. Ghế Trung Quốc mà được 8 năm là nó cũng thuộc dạng ghê gớm của nó đấy. À. Và lưu ý đây là con VIP của Trung Quốc nhá mọi người nhá. Đấy, nó cũng đấm vòng như mông nhá. À, bây giờ mình sẽ soi tiếp về cái nội thất bên trong nhá. Bây giờ soi tiếp về nội thất bên trong này. Đây, soi về động cơ này. Động cơ nhá. Đây. Ui, con này thiết kế. Đây là cái mông nó. Cái da mông vẫn đẹp. Nói chung là 8 năm mà da vẫn còn này là cũng được rồi. Nhưng mà máy này còn thua hỏng hết rồi. Đây là động cơ đây. Con này ghế VIP nhưng mà nó lại không có ra vào mọi người nhá. Con này nó không có ra chế độ ra vào có thể đâu. Đây, con này dùng lò xo này. Dùng lò xo thôi. Đây này. Con này không có chế độ ra vào. Máy thì xem là ốc này vẫn sáng, ốc này vẫn được ok. Ốc thì ok. Motor này, motor to này. Con lăn bằng cao su, ăn cao su nhé. Rồi bây giờ sẽ xem là cái phần chân. Đây, con này sản xuất 2015 này. Đấy, 2015 này. Rồi phần tem hả, tem này tem Hàn Quốc này. Đây. Xijiang Hao Song Heo. Cái này của Trung Quốc. Chila này, made in Chila. Cái này là họ in chữ Hàn ở đây chứ. In chữ Hàn đây cho nó dễ bán, cho nó biến thành hàng của Hàn Quốc. Cái nhựa này, cái nhựa này sơn bóng nhưng mà nhìn nó dại dại. Còn cái nhựa của Nhật này thì nhựa này nó họ làm họ đúc kiểu sần như thế này chứ không làm bóng. Của Nhật thì họ vẫn thiên về chất lượng chứ không làm bóng bẩy như thế này. Đó. Rồi tiếp theo đây này. Con này bây giờ nó đang ngửa ra nhưng nó không đứng được xuống. Xem mình giờ xem cái chân của nó này. Chân này da ở dưới, da này da vẫn tốt. Da được.
con này chắc là một trong những con hiếm hoi của Trung Quốc, là chất lượng da sau 8 năm là vẫn ok. Còn thường nó chỉ được đôi 3 năm là tự nó nổ hết thôi. Cái này sắt thì hàn hết rồi. Sắt này không ăn thua rồi. Sắt này hàn hết rồi. Mọi người thấy là cái sắt này của thằng Trung Quốc ấy, là sắt của nó cái tiêu chuẩn, cái chất lượng nó thấp. Nên là nó sẽ bị han, và nó sơn này nó sơn sơn thường thôi, không phải là sơn tĩnh điện. Nên là nó sẽ han. Đây, nó sẽ han nhá. Còn của ông Nhật thì sao? Đây. Đây cho mọi người xem. Nâng cái chân này xem. Nhật thì không có chuyện han đâu. Đây. Đây, cái này nó bọc mất rồi. Này nó bọc bên trong rồi. Nó bọc rồi. Đây cho mọi người xem này, cái phần ốc yết của nó cũng không han nhá. Khung sắt của nó cũng không han đâu. Đây, giờ mình sẽ xem máy này. Đây. Máy của nó đây. Máy của ông Nhật đây. Đây. Máy còn vẫn mới nhá, vẫn hoạt động rất là ok nhá. Đấy. Máy vẫn mới, vẫn đẹp. Con này vẫn đẹp. Cái này nó có mỗi cái trục này nó hơi han nhẹ một xíu thôi, còn lại những cái này là không có hề han một tí nào cả. Đây không hề han. Không hề han nhá. Đấy. Sáng nhá. Đấy. Cái thằng này thì mọi người thấy là cái con lăn nó rất là chắc, và nó có chế độ ra vào cơ thể và dò tìm massage, nó cảm biến lực cơ thể các thứ là nó rất là chuẩn, rất là ok. Còn cái thằng này ấy, thì cái động cơ nó rất là đơn giản, nên là nó không có chế độ ra vào, mặc dù cách đây năm 2015 thì con này cực kỳ là VIP. Con này cực kỳ VIP, không phải rẻ tiền đâu mọi người ạ. Con này này dùng lò xo nên là cái này xoa bóp nó nhẹ, nó không sâu. Không ăn thua. Nếu mà đánh giá thì con này thấy là được cái lớp da. Lớp da thì vẫn còn khá là tốt. Da con này ok. Về máy thì nó cũng chưa có han nhiều. Tuy nhiên là ghế đắt tiền mà không có chế độ da vào. Những cái loại này nếu mà giá hiện tại bây giờ của Trung Quốc thì nó loanh quanh, nó chỉ còn độ trên dưới 20 thôi, là nó sử dụng động cơ giống hệt như thế này rồi. Nó phải có chế độ da vào thì nó mới là ghế nó còn khá khá một tí. Và động cơ con này nó rất là sơ sài và đơn giản. Còn động cơ của Nhật thì nó đồ sộ hơn, nó có chức năng massage con lăn nhiệt này, động cơ từ này. Đấy. Massage đủ 4 cái động cơ. Đấy, còn thằng này thì chỉ có 3 thôi. Cái màn hình thì con này là khá là dại. Màn hình dại con thua. Màn hình dại. Nhìn chung là hình thức thì nó cũng được. Chất da thì khá là ổn. Nhưng mà máy thì không thua, điều khiển không ăn thua. Bên mạch thì cũng không có cái gì. Nhưng mà của thằng Nhật thì mọi cái thì nó vẫn là ngon. Tất cả mọi thứ vẫn rất là ok. Nó vẫn mới đẹp, nó 95%. Mọi cái vẫn rất là chuẩn chỉ nhá. Đấy, ok luôn. Đồ của Nhật thì nó khôn hơn. Còn cái hàng này thì mọi người thấy. Nói chung là con này thì nói về chất lượng da thì còn khá là tốt. Tất nhiên nó sẽ không thể bằng hàng của Nhật được. Nhưng mà so với hàng của Trung Quốc mà cái chất lượng da sau 8 năm mà nó vẫn còn đẹp tới như thế này thì shop đánh giá rất là cao. Tuy nhiên mọi người thấy đấy, sau 8 năm thì con này nó hỏng, nó chết chổng queo như thế này rồi. Hỏng màn hình này, hỏng động cơ này, hỏng mên này, nói chung bị rất là nhiều thứ. Còn của Nhật thì mọi thứ chạy vẫn là hoàn hảo, không vấn đề gì hết.
chưa hề hấn gì hết. Thì những cái hàng của Nhật này tuổi thọ có thường nó trên 20 năm. Còn cái hàng của Trung Quốc này, đây là một con ghế VIP. Đấy, ghế VIP cách đây độ 2015 mà một con như thế này thì nó rất là đắt tiền rồi. Thì nói chung là nói về đánh giá chất lượng thì con này nó chỉ được khoảng độ 40% so với cái con ghế Nhật này thôi. Chỉ được khoảng độ 40% thôi. Mà giá tiền mình bỏ ra như nhau nhé. Giá tiền bỏ ra như nhau. Ví dụ nếu mà cái thời điểm đó mà lấy một con ghế này đập hộp thì mọi người có thể dùng được 20-25 năm là bình thường. Nhưng mà mình lựa chọn cái hàng của Trung Quốc được quảng cáo thành hàng Hàn Quốc như thế này ấy, thì nó chỉ được 8 năm là cao thủ rồi. Đấy là chết rồi. Nó vứt đi đây này. Đấy, thì mình lại phải mua một lần nữa, là phải bắt buộc phải mua sang ghế Nhật. Thì tính ra mọi người thấy sao, là mình dù có mua rẻ cũng thành đắt, bởi vì thành ra mình mua phải mua hai lần. Mua hai lần, đúng ra mình mua ghế Nhật mua ngay con này từ đầu thì mình chỉ mua có một lần thôi. Nhưng mà bởi vì là mình có nhiều lý do. Một là có thể là mình thấy những cái kiểu dáng của ghế Trung Quốc này nó đẹp hơn. Hai là mình bị cái nhân viên tư vấn, người ta tư vấn sai, cố tình nói sai cái nguồn gốc sản phẩm đi, là nói là những hàng này của Hàn Quốc. Đấy, thì thành ra là mọi người mới bị mất tiền. Chứ những cái hàng mà như thế này ấy, thì sở dĩ tại sao mà nó không được bán nhiều ở Việt Nam, bởi vì là giá nó cao sẵn rồi. Giá nó đắt mà bây giờ bán đẩy giá lên thì sẽ không bán được. Đấy, mà cái chi phí thuê mặt bằng rồi nhân viên mọi thứ nó rất là nhiều, thì bán những sản phẩm này nó sẽ không có lãi. Còn bán những cái sản phẩm này thì nó rẻ, của Trung Quốc thì nó rất là rẻ, nó rất rẻ mọi người nhá. Nên là người ta mới có lợi nhuận sâu được. Cái người bán thì người ta sẽ được hưởng lợi nhiều, còn cái người mua thì sẽ bị chịu thiệt. Chịu thiệt đơn, chịu thiệt kép. Vừa chất lượng kém, chất lượng dở, ngồi không ra gì, mà lại phải mua giá cao, rồi vừa lại phải vài năm sau vứt bỏ, lại phải mua ghế khác. Thành ra là thiệt đơn, thiệt kép. Đấy là ngay từ đầu là mọi người nếu mà mua sản phẩm tốt của Nhật như thế này thì mình đâu phải suy nghĩ nữa. Tất nhiên thì nói gì nói thì hàng của Nhật thì nó vẫn có cái xác suất nó bị hỏng, nhưng mà nó cho dù như nào thì cái xác suất đó nó rất là hiếm. Đồ điện tử thì nó vẫn có, nhưng mà cái xác suất đó nó hiếm thôi. Bác nào không may hoặc là đen lắm thì mới bị thôi, chứ còn bình thường nó không có hỏng. Đấy, nó không bị lỗi. Còn hàng của Trung Quốc này cái tiêu chuẩn, cái chất lượng nó thấp hơn rất là nhiều. Dùng một thời gian là nó sẽ tự nó phát sinh ra lỗi, tự hỏng thôi. Nói chung là bây giờ vứt bỏ này, cái này giờ thành rác thôi, vứt đi thôi, có làm gì đâu, đúng không? Đó, cái này bây giờ vứt đi thôi, làm gì đâu. Đấy, nên là các bác nếu mà có tiền hoặc là mình có tìm hiểu như nào thì mình nên lựa chọn cái hàng của Nhật, nó vẫn là đầu bảng, nó là số 1 bây giờ. Đấy, để cái số tiền mình bỏ ra là nó ok nhất, nó không phải bị gọi là bị lấn cấn hoặc bị tiếc vì mình đã lựa chọn sai lầm. Đấy, nếu mà bác nào mà có nhu cầu mà muốn sở hữu cho mình một cái sản phẩm chất lượng đến từ đất nước Nhật Bản như thế này thì có thể liên hệ với shop qua số điện thoại là 0964 480 666, hoặc là có thể truy cập vào website ghenhattransơn.com để lựa chọn cho mình một cái mẫu ghế phù hợp nhất trong cái tầm giá tiền của mình. Shop luôn luôn có gần như là có đầy đủ hết các cái mã ở trên website nhé. Ở bên Nhật có mã nào thì shop có mã đó và có sẵn hàng luôn cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.